Kim xin chào tất cả các bác. Thì tiếp tục chiếc quản lý nguồn đấy các bác. Này về đây, thì nhân viên bên em đang tháo ra test từng chiếc một để cho nó yên tâm trước khi chuyển hàng cho các bác. Các bác có thể thấy rất nhiều quản lý nguồn. Đây này, cậu này cũng đang bóc một số máy XTR 2.0. Đấy, test từng kênh một cho các bác. Nói chung là những cái chiếc quản lý nguồn này thì nó chả có lỗi gì cả. Nó chỉ có lỗi là nó dễ sử dụng quá thôi. Đấy, đâu tất cả các cáp đây các bác có thể nhìn thấy rất là to to cả bằng ngón tay của em. Đây. Tất cả đều là mới con các bác nhé. Chân ốc giữ. Chân ốc giữ, các cổng kết nối CH1, CH3, 8, 9 là đều đầy đủ hết. Các bác có thể nhìn thấy. Dernia nhảy rất đều. Đấy, các bác có thể nghe thấy đây. Đấy. Thì những chiếc này em đang bán giá rất là ưu đãi các bác nhé. 1.200.000 đồng, bao ship toàn quốc. Các bác có thể nhìn thấy mặt hiển thị là số vôn 200 bao nhiêu vôn. Đấy. Đấy, thì mình nấu nối như này thì nó sẽ giảm 1 vôn so với cái sau. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rất là ok luôn, rất là đẹp. Chỉ 1.200.000 đồng. Một dàn nhà các bác nó nhiều thiết bị thì phải dùng cái con VS028 này. Thì nó sẽ, con này là control display, có nghĩa là hiển thị trên display, và control power, có nghĩa là nó điều khiển dòng điện, điều khiển quản lý nguồn. Nó gọi tắt tiếng Việt Nam của mình là quản lý nguồn. Những cái chân tiếp xúc này đều bằng đồng các bác nhé. Nếu mà nó có bị rão ra thì các bác có thể tắt, rút ổ cắm ra và các bác lấy cái lẫy các bác gảy nó lên. Rất là dẻo luôn. Đồng rất là xịn. Đấy. Mặt hiển thị LED rất là đẹp. Đấy, các bác có thể thấy hiển thị LED rất là đẹp. VS1028 DBX. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới bác nhé, hoặc truy cập thangcaoaudio.com để xem những sản phẩm mới nhất bên em cung cấp. Cảm ơn các bác đã ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua. Thì bên em luôn cố gắng cung cấp những sản phẩm tốt tới tay các bác. Những sản phẩm tốt và chất lượng tới tay người dùng. Đấy. Đầu tiên là nó tránh bảo hành, tránh mệt mỏi cho bên em. Cái thứ hai là các bác đỡ mất thời gian. Đấy. Hai cái đấy là hai điều bên em rất muốn. Đấy. Cảm ơn tất cả các bác, chào tất cả các bác, hẹn các bác ở những clip lần sau.